Mình xin chào bà con. Hôm nay mình xin giới thiệu cho bà con cái đất rẫy này có diện tích là 2 hecta. Thì ở đây mình đang đứng ở cái góc này. Đó, thì đất của mình là theo cái đường này là chạy thẳng xuống dưới suối, hất về phía bên tay trái mình đây. Đó. Thì ở đây mình thông tin cái vị trí cho bà con là từ cái điểm này. Đó. Mà đi ra phía đường này đây là ra đụng đường bê tông. Thì nó chỉ có 50 mét thôi. Đó, đồng thời cũng là sớm làng người ta ở đông lắm. Đó, thì bây giờ mình xin giới thiệu cho bà con cái lô đất này. Đây, đất mình là nó ôm cái mặt đường này. Đó, chạy thông lên bên trên là nó khoảng hơn 100 mét. Có nhà ở luôn. Đó thì mình nói cho bà con biết luôn là đất này có diện tích của nó là 2 hecta. 2 hecta. Đó, trên đất là hầu như là trồng tiêu. Đó, trên đất là hầu như là trồng tiêu toàn bộ. Ở bên dưới này có cà phê nó đây nè. Đó là lô đất 2 hecta. Là theo đường này hất về phía bên trái nha bà con. Đó, chạy thẳng xuống phía dưới là có ao hồ. Nước tưới thoải mái. Ở đây có điện luôn đây. Đó, đất mình nó chạy dài lên lúc ở trên kia là giáp cái hồng nhà của người ta. Tiện đây mình ghi cái hình ảnh một vòng xung quanh cái đám đất này cho bà con xem qua. Đất này nó thuộc là đất đất vườn nè, không phải đất rẫy nữa. Khu dân cư người ta ở rất là đông. Từ vị trí đắp đất của mình đây mà đi ra hướng này. Đây, theo đường này. Đi ra rẽ trái thì nó khoảng chừng 50 mét thôi. Đó, khu nhà người ta ở rất là đông kìa. Là đụng đường bê tông. Thì đồng thời đi theo đường nó đi ra khoảng chừng một cây số. Là đụng chợ luôn. Thì ở đây mình nói cái vị trí đắp đất này luôn cho bà con. Là đất này nó thuộc về xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đó. Đi ra từ đất này mà đi ra trung tâm huyện thì nó chỉ có khoảng 3 cây số thôi. Rồi. Mình nói luôn cái giá cho bà con là đất này chủ đang kêu cái giá là 1 tỷ 3 có thương lượng. Đó. Thì mình thông tin cái địa chỉ sơ qua cho bà con là bây giờ mình đi ghi một vòng xung quanh đất cho bà con xem qua luôn. Đây, lô đất này là phía trên, từ cái đoạn này hất lên trên đường là trồng đặc tiêu nha bà con. Từ đây hất xuống là cà phê nè. Đó, cà phê chạy dài xuống tới dưới chân hồ luôn. Đây, đất là có con đường đi giữa rẫy. Từ trên nhà dẫn thẳng xuống dưới ao hồ. Đó, hồi nãy mình đứng ở cái góc đường ngoài kia mình quay vô. Giờ mình đang đứng ở cái đường giữa rẫy.
Đó, đường này đi thẳng lên trên nhà luôn. Đây, cà phê trái rất là nhiều nha bà con. À, đất mình đây, nó có ao hồ đây. Ui giờ có nước chảy ra. Đây, máy nổ. Đây, thấy đất này rất là thổi thổi luôn. Đi lên trên nhà quay qua một vòng. Ba quầy chuối đẹp không? Chỗ này mình xem bên trái thôi không ăn. Cái mặt bên này nó rào lưới bởi 10 hết rồi. Có nước ngon đàng hoàng, thiếu gì hết. Có ở làm. Khúc tiêu này còn đẹp quá. Đây, nhà ở đây. Ừ, nhà này mà có bồn nước điện thoải mái. Đường này không có đường dầu luôn nè. Đường dầu 500 mét chứ mấy. Đường này là một một mặt là ra đường bê tông, một mặt ra đường dầu không? Đúng rồi. Cách còn 500 mét. Này, khu này nhà ở quá chừng luôn nè. 500 mét tới đường dầu kia rồi. Khu này khu dân cư mà. Ủa, đất này cái mặt đường của nó cả 100 mét. Đây, lô đất này ôm cái mặt đường này. Nếu mà rẽ bên tay phải mình đây thì khoảng 500 mét, 500-600 mét là ra đụng đường dầu, đường nhựa. Còn đi về phía sau lưng mình thì khoảng 50 mét là đụng đường bê tông. Đó. Ở đây khu dân cư ở đông lắm. Đó, đất mình là nó ôm cái con đường này nha bà con. Đi về phía trước thì nó khoảng chừng 50 mét là đụng đường bê tông. Mà đi về phía bên mình đây thì khoảng 500 mét là đụng đường nhựa. Đất của mình nó có cái ranh giới là giáp ở đây. Đây có rào lưới B40 ở đây. Từ đây mình đứng cái góc này mình quay toàn xung quanh khu vực cho bà con xem qua. Có nghĩa là đất này nó là thuộc khu dân cư. Đó. Đó, đi về hướng này là ra khoảng một cây số là đụng chợ rồi. Bên hướng này là trung tâm huyện Tuy Đức. Từ đất mình mà đi ra trung tâm huyện Tuy Đức nó chỉ có khoảng 3 cây số đổ lại thôi. Đó, rồi tiện đây mình xin nhắc lại cho bà con luôn là đất này nó thuộc về xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đó, thì đất này nó có diện tích là hơn 2 hecta, khoảng 2 hecta 2 hecta 3 gì đó. Đó. Ồ, mày.